Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sức Kẹo nha. Đây mình sẽ lên trên tầng 2 cái đó. Wow, có ai không vậy? À đây. Úi dồi ôi, em ơi. Chạy đâu vậy Hải em ơi? Chạy đâu với khẩu lục M500 vậy em? Ok, như vậy thì Kẹo đã có được một mạng đầu tiên rồi nha. Uầy, bên trên bắn nhau gì mà căng vậy hả? Quá căng luôn anh em ạ. Đấy ok. Các ông làm gì mà căng? Mình sẽ lút đồ cái đã. Tí nữa thì mình sẽ lên trên góp vui sau nha các bạn. Đấy, quan trọng là phải có đồ ngon thì là chiến đấu với bao nhiêu thằng cũng được. Chứ còn là trang bị mà Zida thì có mà gãy cánh sớm nha các bạn. Bên này chẳng có gì cả này. Wow, mũ 3 quá là ngon luôn. Mỗi tội là hiện tại thì Kẹo mới chỉ có được đó là một khẩu súng tự liên MP40. Và bây giờ đã có thêm được cả ngay một khẩu súng trường là M451 nhé mọi người. Nói chung là cái combo súng này nó cũng bắn khá là ok này. Wow. Ở đây có một cái gậy bóng chày và chẳng ngại ngần gì mà mình không lượm cả. Lượm luôn. Đó, bên trên này. Wow. Đã có được một cái băng đạn level 1 nha. Bắn súng luôn. Rồi nhá. Đồ tương đối là ổn, với lại mình đã có thêm được là 2 túi cứu thương. Và đây anh em ơi, chúng ta sẽ chạy lên cái phía trên này để góp vui thôi nào mọi người. Đấy, đây nó là một cái bộ trang phục mới mang tên là ướt át nha mọi người. Và cái trang phục này thì hiện tại nó chưa được ra mắt chính thức. Đấy, Kẹo thì rất là may mắn đã sở hữu và trải nghiệm luôn cái bộ trang phục này cho mọi người xem. Ôi, anh em thấy chưa? Ở bên dưới nhân vật đó là một cái quần xịp hồng nha mọi người. Ok, chạy lên trên cái đá. Wow, đâu vậy hả? À, đây rồi em ơi. Em ơi, bắn anh hả? Và lên bảng đếm số luôn nha. Ok, thế là Kẹo đã có được mạng thứ hai rồi nhá. Trong cái vài đấu này đã còn tận là 29 thanh niên nữa cơ. Khá là đông phải không anh em? Đây, chúng ta sẽ chạy qua phía này coi. Để xem là ở phía này thì có ai hay không nhỉ? Ok, ăn tạm cây nấm cái đá. Thì cái bộ trang phục này đúng theo cái tên của nó, đó là cái tên ướt át. Mình thấy là nó khá là lòe lẹt mọi người ạ. Giống như kiểu là bộ trang phục 7 màu đấy nhỉ. Đấy, mỗi tội là màu xanh lá thì Kẹo không thấy đâu. Ở đây thì cái bộ trang phục này có cả như kiểu là tông màu này, vàng, cam này, tím này, xanh này, hồng này, đủ các loại anh em ạ. Mỗi tội màu xanh lá thì Kẹo chưa có thấy. Thôi kệ đi. Wow, cái độ xanh thế nào vậy? Em ơi, ăn đạn súng trường nhé em ơi. Ok, kết liễu luôn. Để con nào. Ui, bên này. Ở ngoài đây còn một thằng nữa. Đâu vậy hả? Ơ kìa, cái đầu này vỡ đầu cho em ơi. Chia buồn với bạn nhá. Thanh niên định solo với sĩ Kẹo và cái kết đắng này. Ồ ngon, mình đã có được ngay một cái ống ngắm nhiệt nha các bạn ơi. Chạy qua và lượm xác thằng này xem là sẽ có những cái trang bị gì đây. Ồ, có thêm được túi cứu thương này anh em ơi, Scar kìa. Và hòm sau này có cả là hai cái ống ngắm 1x nữa. Mình lấy một cái thôi nha em ơi. Đó, ống ngắm 1x này và trang bị luôn vào Scar, quá là ngon luôn ạ. Mình thấy là ống ngắm 1x nó sẽ dễ nhìn hơn rất nhiều so với ống ngắm nhiệt nha mọi người. Ống ngắm nhiệt là chỉ dùng ban đêm mới mang lại hiệu quả tốt nhất mà thôi. Ui, và Kẹo chạy qua phía này coi. Quan trọng là chúng ta sẽ kiếm lấy một cái xe cái đã. Lấy xe chạy đi săn mạng cho nó dễ. Anh em ạ, đơn giản là dùng xe đâm người đỡ tốn đạn. Ui, ngoài kia có mỗi một cái con xe máy thôi. Nhưng mà không có xe nên là Kẹo sẽ lấy con xe đó luôn. Chạy qua. Có xe máy chạy là tốt rồi nha em ạ. Còn hơn là chạy bộ. Chạy bộ thì nó rất là chậm luôn. Đấy, xe đây rồi nha em ơi. Lên xe luôn nào. Đây, mình sẽ chạy theo phía này. Úi dồi ôi. Anh em ơi, bên trên có tính gì kìa. Đây, chạy lên luôn. What the hell, thằng nào vậy? Thằng nào kia vậy hả? Em ơi, làm cái gì vậy hả? Úi dồi ôi, em ơi. Chạy à? À, bắn anh cho đã đời xong là chạy à?
đắng lòng thanh niên. Đây, chạy lên và lượm xác nó cái đã. Uầy, hòm sắt này có thêm rất là nhiều đạn súng trường cũng như là đạn súng tiểu liên nữa. Lên xe luôn nào. Hello, phía trên có bạn nào không vậy? Ở đây sẽ là một cái thính nha các bạn. Và chúng ta sẽ chạy đến để ăn nó luôn. Ơ, thế này trông hoa văn là vậy. Uầy, hoa văn lại có cả hoa văn hoa nhài. Anh em thấy đẹp chưa? Và xin bật mí với anh em là kẹo hiện tại đang chơi trên server thử nghiệm nha các bạn, nên là thính nó có cái màu rất là lạ. Ơ, đậu xanh. Uầy, đâu vậy? Đâu vậy? Cái đậu xanh. Cái đậu xanh đâu vậy? Uầy, mình sẽ chạy tạm xuống dưới cái đá. Từ từ các bạn ơi. Uầy, các bạn ơi, làm gì mà căng. Thanh niên này, quần đỏ hả em ơi? Quần đỏ chứng tỏ ca ve này em ơi. Úi dồi ôi, ơ kìa, máu châu vậy. What the hell? What the hell em ơi? Máu nó kiểu như là châu chó bãi trưởng. What the hell? Ok, bắn mãi cũng xong nhá. Ở dưới này. À đây hả? Uầy, đây hả, đây hả? Đây hả em ơi? Anh em có công nhận là máu thật lúc nãy ấy, nó công nhận là trâu chó thật anh em ơi. Bắn mãi nó mới chết được cơ. Ghê à nha. Trên này tôi nhớ là đang còn một đứa nữa. Ok ok. Trước hay là mình hãy cứ chạy qua thính để lượm thêm đạn súng trường cái đã. Đơn giản là bởi vì là đạn súng trường của kéo ấy, số lượng bây giờ nó chỉ còn lại là 37 viên thôi. Đây, chúng ta đã có được thêm 2 băng đạn súng trường nữa. Và hiện tại số lượng đạn súng trường của mình đó là 97 viên này. Bắn thoải mái rồi nha anh em. Phía đằng sau này kẹo không thấy ai cả. Quan trọng là muốn quay lên phía trước để cho anh em ngắm cái bộ trang phục mới thôi. Lấy xe và chúng ta hãy cùng đi săn người nào mọi người. Đây, hòm xác này mình vừa hạ gục nó ở đây. Mình sẽ nhảy xuống để lượm xác thôi. Ok. À, điều quan trọng là mình sẽ lượm thêm đạn súng trường các bạn ạ. Đó, tầm này là ổn rồi nha mọi người. Đấy, thế là chúng ta lại có nhiều đạn súng trường, 157 viên đạn súng trường. Trong khi đó thì cái trận đấu này còn lại là 9 thanh niên nữa. Với cái số lượng đạn như này thì chơi game thoải mái thôi các bạn ơi, không lo thiếu đạn đâu. Lối này thì sao nhỉ? Anh em nghĩ là ở lối này sẽ có ai hay không vậy? Hiện tại kẹo đang chạy qua đây mà vẫn chưa thấy ai này. Đây, chúng ta sẽ chạy lên cái dốc ở đây. Đó, lên dốc nào. Tốc độ lên dốc của con xe máy này nó khá là chậm này. Lại chạy xuống dốc nào anh em ơi. Làm gì có dốc, đấy là mình chạy nhảy ngang thôi à. Lại là một hòm thính hoa nhài và chỉ có một khẩu súng đó là SVD. Hơi chán bởi vì là SVD mình không chơi. Kể cả là 249 này với lại AWM thì mình cũng không chơi nữa. Trong thính thì mình chỉ có lượm mỗi đó là khẩu súng Loza thôi anh em ơi. Mấy chỗ này thì sao nhỉ? 7 người chơi nữa anh em ơi. Wow, chưa thấy ai các bạn ơi. Chạy lên phía này coi. Hiện tại đang rất là vắng nha các bạn. Ui, đã có tiếng nổ súng và đã có ký hiệu trên bản đồ nhá. À em ơi, xuống xe em ơi. Xuống xe em ơi. Em ơi đừng có chạy. What the hell, bảo là xuống xe đi cơ mà. Kìa, nữa hả? Em ơi, coi chừng đầu nhá. Đây ok, mình chạy theo, đuổi theo nó luôn. Chạy đâu cho thoát hả em ơi? Ok, xuống xe nào. À, nó ngay đầu bên này anh em ơi. Chạy nhanh qua luôn nào. Em ơi, đừng có chạy. Quần tím hả em ơi? Xanh lên quần tím và headshot luôn nha. Chạy mãi làm cái gì? Để rồi, lại bị đai. Ok, ngon. Ở đây hiện tại thì cậu đã có thêm được là một cái giáp 3, công nhận là khá là mới luôn. Hình như là mới nguyên 100% thì phải anh em ạ. Ngon quá ta. Ui, đằng sau mình đang còn người nữa hả? Căng căng căng. Ui, xuống xe à, đấy. Đứng tạm ở đây. Làm gì mà căng. Úi dồi ôi, thiên nhiên. Cẩn thận cái đầu em ơi. Anh cho chú vỡ đầu bây giờ. Úi dồi ôi em ơi. Em ơi là em ơi. Mày chạy vãi nhỉ? Mày chạy vãi nhỉ? Ok. Và lên bản điểm số luôn. Tưởng là chạy thoát được dưới tay của sĩ kẹo à? Ngoài này thì sao nhỉ anh em ơi?
còn 3 người chân nữa. À, ở đây cũng đứa này. Từ từ anh em ơi. Ui, bắn căng vậy. Dựng bom keo cái đá. Ồ, đẩy lên luôn cả. Ăn lựu đạn anh em ơi. Cho ăn lựu đạn luôn. Ui dồi ôi, chạy à, không kịp nữa rồi em ơi. Thế là mình đã hạ gục được một mạng bằng lựu đạn ở đây. Ok anh em ơi, công nhận là nhanh quá nhỉ. Bây giờ sẽ là cuộc chiến 1v1 giữa mình và thanh niên cuối cùng rồi anh em ơi. Wow, chỉ còn lại một tầng cuối nữa. Đây, cố gắng hạ gục nó và chúng ta sẽ lấy được vị trí top 1. Mình sẽ chạy qua đây coi. Cơ bản là hiện tại chưa thấy nó đâu, nên là chúng ta mới phải đi tìm nha các bạn. Chứ còn mà tôi mà thấy nó rồi ấy, là tôi chạy đến và kêu nó luôn. Kêu luôn cho nó sớm trợ. Nào, thử có đâu. À, kêu rồi em ơi. Lái xe Lamborghini hả? Đây, anh chạy qua chơi với chú luôn. Em ơi, dừng xe lại chưa vậy hả? Thế như là nó dừng xe rồi mọi người ơi. Đây, mình sẽ chạy qua đây coi. Ui, đi xuyên qua cửa nha mọi người. Đây, lái xe được qua cửa rồi. Hello bạn ơi, ui chạy à? Em phải đứng lại được có chạy. Ê thử kia, đứng lại nhanh. What the hell, nó vẫn chạy được. Đây, lên xe. Anh sẽ đuổi theo chú luôn nha. Bạn ơi, chạy chậm thôi. Để cho mình đuổi theo với, chạy gì mà nhanh vậy hả? Sợ chết nên là chạy nhanh à? Ok ok, đây. Cuối cùng lại vòng lại cơ. Ồ đây rồi, anh em ơi nó kìa. Cái đội xanh thiên nhiên. Mà chạy à? À, lên xe chạy hả? Xuống xe nhanh. Nổ xe này em ơi. Đấy, xuống xe này. Ok và cần nhân sự gấp luôn. Như vậy là kèo đã lấy được top 1 ở trong cái bàn đấu này nha mọi người. Cầm súng sấy nào, chiến thắng rồi nha em ơi. Sấy nào anh em ơi, chiến thắng rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.